Công an thành phố Đà Nẵng và Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh và Công an thành phố đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp giúp đỡ thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, vận động nhân dân ở khu dân cư chấp hành nghiêm pháp luật, chung tay xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương ngày một phát triển. Hơn 6.000 hội viên Hội Cựu chiến binh ở khắp các địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát khu vực, công an phường, xây dựng các mô hình gắn với thực tiễn tình hình địa phương, kịp thời nắm thông tin, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật ở khu dân cư, tổ dân phố. Nhiều cựu chiến binh là những thành viên cốt cán tích cực trong các tổ bảo vệ dân phố, dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, giúp đỡ lực lượng công an nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Thời gian tới, hai đơn vị sẽ tăng cường các biện pháp nhằm phát huy các mặt công tác đã đạt được, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.